Xin chào tất cả các bạn, mình là Thảo Vân. Rất vui được gặp các bạn tại kênh YouTube của Mr Zero. Đến với kênh YouTube của chúng mình hôm nay sẽ tìm hiểu một số những video hài hước và gặp những siêu sao cầu thủ bóng đá. Các bạn hãy đừng quên nhấn subscribe và nhấn vào nút thông báo để được nhận những video mới nhất từ bên mình nhé. Nhắc đến Neymar hiện tại, người ta sẽ nhớ đến một siêu tiền đạo của thế giới bóng đá, một cầu thủ sở hữu gu thời trang ấn tượng cùng hàng loạt kiểu tóc không đụng hàng. Nói về lịch sử mái tóc của ngôi sao người Brazil, ít ai biết được rằng năm Neymar 19 tuổi, phó chủ tịch Real Madrid Jose Angel Sanchez vì quá ấn tượng với những màn thể hiện của anh đã cất công sang tận Brazil để nói chuyện cùng gia đình cầu thủ này. Một trong những yêu cầu phía Los Blancos đưa ra là Neymar buộc phải cắt bỏ kiểu tóc quái dị của mình. Hiện tại, như các bạn đã thấy, dù thần đồng ngày nào đã gọn gàng hơn, nhưng anh cũng không chọn Real Madrid mà tới đầu quân cho Barcelona. Và ngay cả khi sang Pháp khoác áo PSG thì sở thích thay đổi tóc tai thường xuyên của Neymar cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù có là fan cứng của tiểu Pelé, chưa chắc đã nhớ hết được những kiểu tóc quái dị của anh chàng này. Vậy thì hãy để chúng tôi giúp bạn thống kê lại chúng thông qua clip ngay sau đây. Không phải đợi chuyển sang châu Âu mà khi còn chơi bóng ở Santos, Neymar đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực vì mái tóc của mình. Một trong những kiểu đầu điển hình thuở trậu tre ấy phải kể đến mái tóc cạo sát hai bên đầu cùng phần nối dài ở đuôi tóc khá kỳ quặc. Style tóc lấy cảm hứng từ Mohawk cũng được Neymar khá ưa thích, chúng gắn liền với anh chàng trên sân cỏ. Kiểu tóc này với điểm nhấn là chộm tóc giữa đỉnh với độ dài vừa phải, hai bên mai có thể cạo hoặc cắt ngắn. Thế nhưng nếu Mohawk mang lại cho đội Hea vẻ sành điệu thì Neymar đối ngược hẳn. Fan chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận vì đây là kiểu tóc khá khẩm của Neymar rồi. Kiểu tóc này được ngôi sao người Brazil biến hóa thành rất nhiều kiểu khác nhau, có thể là mái cụp hoặc vuốt dựng ngược lên. Phiên bản Mohawk kết hợp mullet với mái tóc lòa xòa ra trước. Vào những năm 2013, Neymar đã để kiểu tóc Nhật Bản với màu nâu vàng, gọi là mái tóc Nhật Bản bởi kiểu và màu tóc này thường rất thịnh hành ở xứ sở Hoa Anh Đào. Với những người ưa chuộng sự nổi bật, phá cách và có chút màu mè thì đây là một kiểu tóc rất phù hợp. Dựa vào gu thời trang từ trước tới nay của Neymar thì rất dễ hiểu khi anh diện style này. Đôi khi phần mái trước quá dài thì chân sút người Brazil sẽ dùng một chiếc cài hoặc băng đô như thế này để có thể cố định lại mái tóc của mình. Không biết mái tóc này có giúp Neymar tăng độ đẹp trai hay không, nhưng trước mắt, việc gây cản trở trong quá trình thi đấu là điều mà không ai có thể bàn cãi. Neymar vì trong một phút ngẫu hứng nghe lời người đồng đội thân thiết Dani Alves mà quyết định xuống tóc và chính Alves đã cạo đầu cho anh ngay trong phòng thay quần áo câu lạc bộ xứ Catalan. Thế nhưng, việc xuống tóc của Neymar lại gây cho anh không ít rắc rối. Đầu tiên, anh bị hai nhà tài trợ là Gillette và PokerStars chỉ trích vì diện mạo bầm trợn này. Họ sợ rằng hình ảnh một gã trọc đầu nhìn như dân anh chị sẽ không thể thu hút sự chú ý về mặt truyền thông cũng như mục đích quảng bá thương hiệu. May là sau đó cả hai nhà tài trợ đã quyết định không chấm dứt hợp đồng. Có lẽ sau lần này, cựu sao của Barca trước khi làm điều gì cũng phải tham khảo ý kiến của các đối tác nếu không muốn mất đi một khoản thu kha khá bên ngoài sân cỏ. Những màu sắc nổi bật dường như là màu yêu thích đặc biệt của anh chàng này, không chỉ nâu vàng, vàng đậm mà cả vàng nhạt. Màu tóc này được cầu thủ nổi tiếng người Brazil sử dụng nhiều lần. Dù nhiều người đánh giá là dị hay xấu thì Neymar vẫn trung thành với màu tóc này. bởi với tiền đạo sinh năm 1992 thì chỉ cần anh thích là được. Tham dự World Cup 2018, Neymar trình làng nhiều kỷ tốc mới. Trong trận knock-out với Mexico ngày 2 tháng 7, ngôi sao người Brazil quyết định từ bỏ những kỷ tóc màu mè trước đó. Thay vào đó là mái tóc đen đơn giản. Sự thay đổi của Neymar nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Cũng tại World Cup 2018, trong trận gặp Thụy Sĩ thuộc khuôn khổ bảng E, Neymar gây chú ý với kiểu tóc vàng được uốn cầu kỳ. Mái tóc này của tiền đạo 9X được cư dân mạng ví với mì tôm. Kiểu tóc này của siêu sao người Brazil đẹp hay thảm họa còn tùy thuộc vào con mắt thẩm mỹ của từng người. Thế nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy anh đã phải mất thời gian và một lượng keo vuốt lớn để tạo kiểu cho mái đầu này đây. Đây cũng là kỳ World Cup mà Neymar biến hình nhiều nhất. Chỉ hơn một tuần thi đấu, anh chàng 25 tuổi này đã có tới 3 lần thay đổi kiểu tóc. Chính vì tốc độ thay hình quá nhanh nên cũng không lấy làm lạ khi anh được mệnh danh là tắc kè hoa bởi kiểu tóc được thay đổi liên tục về cả màu sắc lẫn hình thức. Bên cạnh những kiểu tóc màu mè thì Neymar còn có một kiểu tóc cực kỳ độc đáo và cá tính khác. Đó là kiểu tóc tết đuôi dài Red Rocks. Cầu thủ người Brazil cũng từng có những chia sẻ trên mạng xã hội Instagram rằng đây là kiểu tóc đặc trưng của vùng châu Phi. Anh yêu thích bởi kiểu tóc này chứa đựng sự mạnh mẽ, hoang dã và phá cách. Một số nguồn tin chỉ ra rằng siêu sao của PSG có thể thay đổi các kiểu tóc theo cảm hứng. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ thấy mái tóc này được tết rất tỉ mỉ và nhuộm vàng như những sợi mì ống. Theo đồn thổi, Neymar phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để cho các nhà tạo mẫu tóc hoàn thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo này. Đây là mái tóc Neymar thiết kế để mừng Giáng sinh và năm mới 2019. Cựu tiền đạo Barcelona đã chia sẻ mái tóc kỳ dị của mình trên mạng xã hội và nhận được những phản ứng trái chiều. Rất nhiều cổ động viên khen mái tóc kỳ quái của Neymar, nhưng cũng không ít người chê ngôi sao 26 tuổi quá kỳ công chăm sóc cho vẻ bề ngoài. Ngôi sao của PSG luôn làm mới mình, đặc biệt thay đổi kiểu tóc để lấy may và tạo cảm hứng thi đấu. Mới đây, Neymar đã thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Kobe trong trận đấu với Montpellier ở Ligue 1 rạng sáng ngày 2 tháng 2 bằng cách mặc áo số 24 của huyền thoại bóng rổ người Mỹ. Hành động của Neymar thật tuyệt vời, nhưng diện mạo mới của tiền đạo này cũng gây chú ý không kém. Anh nhuộm tóc hồng sặc sỡ, tự biến mình thành gương mặt gây chú ý nhất trên sân. Neymar trình làng kiểu tóc nổi bật khiến fan không ngừng bàn tán. Việc nam cầu thủ nổi tiếng thay đổi kiểu tóc liên tục không phải là chuyện quá mới lạ với người hâm mộ. Tuy nhiên, nhuộm tóc màu nữ tính được cho là chưa từng có tiền lệ đối với chân sút 27 tuổi. Nhiều dân mạng cho rằng tông màu nổi này không phù hợp và có thể dìm độ nam tính của anh chàng. Nhìn bộ sưu tập tóc đồ sộ vừa rồi chắc chắn cũng đủ biết Neymar đã đầu tư khoản không nhỏ cho diện mạo. Và sự thật đúng là như vậy. Trước đây, trang thể thao Diario Sport đã tiết lộ rằng mỗi tháng tiền đạo này chi ra số tiền hơn 2.000 đô để thuê Wagner Tenorio để làm tóc cho anh. Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng này thường được Neymar cử lái xe riêng tới đón tại tiệm để đến nhà riêng của Neymar làm tóc cho anh. Ông Tenorio cho biết khi bắt đầu tới Barcelona, kiểu tóc của Neymar nhìn rất xấu và ông giúp cho siêu sao này thay đổi kiểu cũng như màu tóc. Sau đó ông mới bắt tay vào chỉnh sửa. Điều cần đảm bảo là làm như thế nào để có thể toát lên được cá tính riêng của anh. Trong bộ sưu tập trên, kiểu tóc nào của tỷ Pelé khiến bạn ưng ý nhất? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại một like, share và subscribe để đón xem những video mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.